Này là cánh thư nghiền nghiền nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ già từ tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đang. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hầu phương thương mong. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin ca tiếng thương nồng ấm đến với lớn, cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió xa trường. Âu em gửi tình đi muôn thật nhiều món thương, tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai. Sương gió xa trường, âu em gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều món thương, tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ
kính yêu. Vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng.